Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam. Chương trình được phát sóng trên truyền hình thực tế HDTV, thực tế.vn. Thưa quý vị và các bạn, phong trào xây dựng dòng họ học tập được xác định là một mô hình quan trọng, có sức lan tỏa rộng rãi. Xuất hiện nhiều dòng họ học tập tiêu biểu là tiền đề để xây dựng thành công xã hội học tập. Đây là thông tin từ Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng dòng họ học tập được tổ chức vào sáng ngày 30 tháng 3 tại tỉnh Thái Bình. Tại chương trình, các đại biểu sự hội thảo đã nghe báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của dòng họ học tập trong những năm qua, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, nghe 14 báo cáo tham luận và nghiên cứu 25 tham luận trong tài liệu hội thảo của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo tại hội thảo của đồng chí Vũ Thành Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình. Từ chỗ trong dòng họ nhiều gia đình chưa coi trọng việc học, qua công tác khuyến học đã khích lệ động viên con cháu học tập công tác tiến bộ. Với phương pháp nêu gương, nhiều học sinh trong các dòng họ đã nỗ lực phấn đấu học tập để đạt thành tích cao. Các thành viên trong dòng họ không chỉ hợp lực với nhau trong việc thờ cúng, trên tổ tiên mà còn trách nhiệm bồi dưỡng, vun đắp, khích lệ, thắp lên khát vọng học hành cho các con cháu. Như vậy, tỉnh Thái Bình đã xuất hiện nhiều dòng họ hiếu học, mô hình dòng họ học tập tiêu biểu. Tuy nhiên, công tác xây dựng dòng họ học tập của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, một số địa phương chưa xác định rõ vị trí vai trò quan trọng của dòng họ trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Do đó, phong trào tại nhiều nơi chưa mạnh, chưa toàn diện, cách hiểu và khái niệm dòng họ còn khác nhau, dẫn đến cách tính tổng số dòng họ mỗi nơi một khác. Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra 4 giải pháp trọng tâm để thúc đẩy nâng cao chất lượng mô hình dòng họ học tập đã được nghiên cứu và hoàn thiện. Thưa quý vị và các bạn, thường trực Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội thi cán bộ hội viên làm khuyến học giỏi lần thứ 3 năm 2022-2023 cấp xã, thị trấn. Hội thi cán bộ hội viên làm khuyến học giỏi cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh Thanh Hóa là dịp để tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên khuyến học các cấp và nhân dân những chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của công dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay. Cổ vũ cán bộ, hội viên hội khuyến học các cấp thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội hội khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hội thi cũng góp phần củng cố, bồi dưỡng và nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động, kỹ năng, nghiệp vụ công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của đội ngũ làm công tác khuyến học các cấp, phát huy vai trò nòng cốt trong việc phối hợp, tham mưu để các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng quân chúng nhân dân quan tâm nhiều hơn đến công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chùm hoạt động hướng về Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai, ngày 21 tháng 4 năm 2023, Hội khuyến học tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động tích cực, tăng cường kết nối và chủ động tổ chức các hoạt động khuyến học khuyến tài. Tin từ Hội khuyến học tỉnh Yên Bái. Trong chiều ngày 30 tháng 3 tại thị xã Nghĩa Lộ, Hội khuyến học tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Phòng Giáo dục Đào tạo, Công ty Tâm An Lạc, và quý thầy cô chùa Long Hưng Đông Anh Hà Nội đã tổ chức chương trình trao tặng sách cho 35 trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã nghĩa lộ. Về dự chương trình có ông triệu tiến thịnh chủ tịch hội khuyến học tỉnh, bà lò thị tuyết dung giám đốc phòng giáo dục đào tạo thị xã nghĩa lộ, bà vũ thị xuân quý giám đốc công ty tâm an lạc đại đức tiến sĩ thích Vạn lợi phó giám đốc trung tâm biên phiên dịch tư liệu Phật giáo quốc tế cùng đông đảo các thầy cô và các em học sinh trên địa bàn. Dự án cùng bạn đọc sách là một trong những dự án ý nghĩa mà công ty Tâm An Lạc cùng Chùa Long Hưng kêu gọi tổ chức phối hợp cùng với các địa phương nhằm cung cấp tri thức cho các em học sinh, thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài, khơi lên tinh thần nhân văn trong các em. Đây là một trong số những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai tiếp nối truyền thống khuyến học khuyến tài của tỉnh nhà trong suốt những năm vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 3, Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2 năm 2023. Quý 1 năm 2023, các cấp hội khuyến học tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình và nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh có 297.000 công dân, trên 362.500 gia đình, trên 2.400 dòng họ, trên 4.300 cộng đồng và trên 1.300 đơn vị đăng ký danh hiệu học tập các cấp hội đã trao 30.292 xuất quà tặng học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão với tổng giá trị gần 15,4 tỷ đồng. Riêng Hội Khuyến học tỉnh đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ giáo viên, bồi dưỡng các đội tuyển và học sinh tham gia, đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp Trung học phổ thông năm 2023. Học sinh tham gia đội tuyển dự Olympic quốc tế của trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương. Phối hợp cùng các nhà hảo tâm, tổ chức khánh thành và khởi công xây dựng ba nhà máy ấm khuyến học, Trao quà hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai trị giá gần 250 triệu đồng. Triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2023, các cấp hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Tập thể cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về xây dựng xã hội học tập cùng nhiều nhiệm vụ khác tại hội nghị, Việt theo Phú Thọ đã trao biểu trưng học bổng vì em hiếu học năm 2023-2024 trị giá 600 triệu đồng để tặng các em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Phú Thọ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.